lên quay kỹ nhà bác Tám tí. Đấy, các bác ạ. À, ở đây cây xưa để cho bác ở đây, cây ngày xưa để cho bác ở đây. Bây giờ mới nhận ra đây, đẹp quá, khác quá này. Cách đây có mấy tháng rồi, chưa được một năm. Chỗ này là bo này, rất trực. Đóng lại tay này. Thu cái này, đẩy cái này ra đây. Kỹ thuật cao đấy. Đây, cái này bóp lại, giật lấy cái ngọn này. Đấy, cây ngày xưa đấy. Tay làm lại cục kịch hết, bỏ đi hết này. Đúng là đáng học tập đấy các bác. Đúng đáng học tập. Bóp cái tay này vào này. Đấy. Cái trực ngày xưa để cho bác cái đây. Đấy, các bác xin lỗi là lùa tí, nhưng tôi thích cái xì cho nó. Đây này, các bác nhìn. Dài gấp. Đấy. Đi ra. Ý, các bác không dám ra xa hơn nữa. Ôi, rất đẹp. Không bán. Các bác nhé. Không bán. Đừng có hỏi giá hay là địa chỉ làm gì các bác nhé. Không bán đâu. Thì phóng sự cho nó vui. Trong tháng 2 lần đến bác Tám. Hồi trước anh em gay gắt quá. Có gì đâu. Mỗi người một phong cách, và có thể là nói nhỡ mồm cái gì đấy thì anh em cũng thông cảm. Đấy, hôm nay sang vườn bác Tám hôm trước, cây này chưa bật lá, hôm nay đã bật lá này. Đẹp. Đẹp. Lối làm tay cành toàn bộ là níu dây đấy. Dây níu không có vào dây đâu. Níu. Đẹp thật. Cái này thích. Cái này. Hôm trước mưa khó. Hôm nay. Sáng nay ra chợ Vạn Phúc chẳng có gì đâu, không đi được, mất bố chìa khóa, đâm ra bây giờ mới gọi thợ khóa đánh được. Đấy, đây. Cây bồ đề kia cũng đẹp, lại cho em tác nghiệp tí nhỉ. Cây này nay vật lá nhìn phê quá. Cây này chích tác nghiệp. Vâng, hôm trước mưa với lại lá nó nhiều, hôm nay thấy vật lá là phải quá. Ôi, một vật lá nhìn cái này rõ sướng quá. Mấy giờ đấy? Lâu. Đấy, bây giờ mới chuẩn bị đi cơ. Hả? Ừ. À, thế lúc nào ta đang ở quán hả? Ở dưới quán ta thì gọi nhá. Đấy. Đây, khoái cái cây này rất làng, rất làng và rất quốc tế. Thực tế là chỗ này đi được mình đích lắm, bước ra. Đấy, con này hay này. Con này đi hôm ở Vạn Phúc có bài. Đấy. Thế là kinh nghiệm gì đấy để cây rất khô ấy. Cong ấy. Xong bắt đầu vã nước vào. Đây, toàn bộ rất khô.
thử hỏi anh. Khô đến đỉnh điểm xong rồi mà. Thì để hỏi. Bắt đầu mới quay kiệu gấu, cái điền cái gấu. Anh Tám ơi, em hỏi tí kỹ thuật thế nào mày hay để cây khô xong rồi vã nước vào? Cây á? Vâng. Để thấy rất để rất khô nhá. Khô cái mùa này mà anh là không. Ý là có phải là mình cố tình như thế không? Không. Không à? Rồi nó hanh là cái mặt nó yếu. Ừ. Đúng không ạ? Cái bồ đề này nên vặt lá đẹp quá.
em hỏi đi. Em hỏi đi. Có mặt hết á? Không. Con đấy làm sao bằng con trên kia được? Trên kia là con nào? Con bên trong. Trong kia là con tinh kia. Không, thế nhưng mà tuổi nhỏ mới hỏi cái nhỏ. Cái đấy thì không bán. Con trên kia, nhưng con trên kia là bán à? Không. Ừ, con này có đẹp sao được? Mà thế không bán, tưởng hỏi con này nhìn nó nó còn đang làm mà không biết đâu hỏi được. Số cây nó bị đen như kia là nó do là cái giống không, hay không, là không khí chứ nhà mình nó không được chuẩn lắm. Chứ nhiều khi tưới nước máy nó cũng bị tưới nước dưới khoan. Chứ không phải là do giống đúng không anh? Cái thằng này thì lại vào ruộng. Cây kia bây giờ anh có tin nó mang xuống cọ phát hết. Cọ, cọ được. Lấy bàn chải đánh. Lấy bàn chải cọ. Nó là do nguồn nước. Đúng rồi. Còn kia bây giờ cọ 5 phút sạch bông. Đúng rồi, vàng ươm. Như nhau ấy. Vàng ươm. Vàng ươm. Chỗ nào mà người ta hay biết than của ông là cây bị đen thôi. Có muội than ấy. Thì cây nó hít khí con nít rồi. Vâng. Đúng rồi, muội than. Con này vẫn sáng lắm. Quê. Một cây thì có một cái vẻ đẹp của cây kia. Ra hết lá nhìn đẹp thế. Đâu phải ngày 1, ngày 2 là được đâu. Đấy. Và đang thích cái con bóng làng này quá, sướng quá. Không bán. Không cần. Ok rồi. Ôi, quay thế thôi. Đẹp quá, lại không chịu được.